chạy xe không biết nhìn đường hả mày? Tại sao? Hả? Đừng có nói là em ăn rau nhà mình nha. Em anh sai rồi, anh sẽ sửa sai. Tôi muốn làm lại từ đầu. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. À, ba về. Ừ. Con ăn cơm lẹ đi. Dạ, con đang ăn. Ủa sao con ăn với nước tương? Đồ ăn đồ đâu? Dạ không thấy con cơm nguội mà không có đồ ăn. Lâu con chạy nước tương không ăn. Con ráng ăn đi. Chắc mẹ con lu bu lo đi làm nên quên nấu đồ ăn cho con. Bà ba. Hả? Ba con thấy dạo này á mẹ hay đi làm về trễ lắm á. Vậy hả? Dạ. Chắc mẹ đi làm thêm để kiếm tiền để phụ cha con mình. Dạ. Tao ăn lẹ đi. Mai mốt là bà nấu nhiều món ngon bà đền lại cho. Dạ. Mà thôi con cũng no rồi, giờ con vô lấy cặp con đi học nha. Nhớ rửa tay rửa miệng sạch sẽ nha. Dạ. Nào nhà ông Bay. Dạ, nghe má ơi. Bay nấu cơm hả? Dạ. À, má. Tao có mấy trái xoài cho cháu nè. À dạ. Cần xu đâu? Nó đi học thêm rồi. Má ngồi đi. Cảm ơn má nha, để con vô gót nước cho má. Con Nga đâu mà Bay nấu cơm? Dạ, làm tăng ca, đi làm thêm. Đáng lẽ cái chuyện này á, tao nói với Bay lâu rồi. Chuyện gì cứ má cứ nói đi, nó làm gì nghiêm trọng dữ vậy? Nhưng mày coi lại con vợ mày đi, gần đây á, tao thấy nó ăn diện dữ lắm nha. Đi làm lao công cái kiểu gì mà ăn mặc cái quần áo á, hả bứt rượt hả? Đợi còn trang điểm đậm nữa chứ. Con biết rồi má ơi. Để từ từ con làm. Không có sao đâu. Thôi, tao đi về. Cha nồi cơm khét. Xem em đâu rồi sao không về? Hả? Về nè. Khỏi gọi nữa. Sao về trễ vậy? Hỏi xe cà tàng của anh á. Đi làm sao mà ăn mặc vậy? Dạ hôm nay đi làm gì sớm. Sinh nhật nhỏ bạn, rủ đi chơi, không có đồ đẹp, cho mượn mặc được không? Về trễ thì phải lo, vợ chồng phải quan tâm chứ. Chắc tôi muốn đi làm gì trễ lắm á. Chắc muốn là đi sớm gì muộn lắm á. Tại số tôi xui, có ông chồng không có làm ra tiền nhiều giống như mấy tụi bạn. Tôi đâu phải ăn không ngồi rồi đâu, tôi cũng đi làm mà. Mấy bữa nay về trễ, tôi đi làm xong tôi mệt dữ lắm rồi, tôi phải nấu cơm nước, tôi lo con cái nữa kìa, thấy không? Ủa mắc cười quá. Lâu lâu tôi đi vắng hai cha con rồi tự nấu ăn nữa không được hả?
Anh lo ăn nước tương bữa có chết đâu. Còn hỏi gì nữa không? Vô ngủ cũng mệt lắm rồi. Nè. Gì? Đi làm ráng giữ thân giữ phận cho đàng hoàng. Chứ tôi thấy hàng xóm láng giềng giờ ta đồn dữ lắm rồi đó. Ai đồn? Đưa ra ba mặt một lời đối chối tôi nè, đồn cái gì? Nói luôn á. Tôi đi làm kiếm tiền, nghèo cái chị không nổi. Không tin tưởng đúng không? Không thương yêu nhau nữa, không tin tưởng nhau nữa, ly dị đi. Sống làm gì nhìn mặt thấy ghét nhau vậy? Ở cái đồ ly dị. Hay quá, còn con cái sao? Tôi nói một lần cuối nha. Nói gì? Tôi mà biết cô cặp kè với ai á. Sao? Sao? Làm với tôi. Giết tôi hả? Tôi nói vậy đó. Liệu cái thân đó, đừng có trách tôi. Nè. Nè. Chừng nào anh làm nhiều tiền với người ta á, hãy lên mặt nói chuyện với tôi nha. Ở yên ở đây nha. Ở yên ở đây nha. Mới ở trong đây ra đúng không? À, đâu có, tôi đi làm mới ra, tôi đâu có... Cái đầu tao cắm sừng lâu rồi mà ngày hôm nay tao mới biết. Ông trời có mắt mà. Ai vậy? Đây là... Tao là chồng của nó. Mày dụ dỗ vợ tao mày còn hỏi hả? Anh Phúc nè, anh làm gì vậy? Từ từ nói chuyện. Mày Binh hả? Hay lắm. Dạ sao? Ừ thì bây giờ tôi tuyên bố tôi nói thẳng ra luôn á. Anh nghèo, tôi chán sống anh rồi. Vậy ly dị đi, tôi có người khác rồi á, được chưa? Được. Mà trước khi ly dị tao cho tụi bay chết chùm. Nó điên cái khùng gì vậy? Thằng, hôm nay tôi muốn thẳng với nó luôn. Cái thằng nhắc cái nó làm gì mình được. Ba. Ba. Thấy không? Cầm được tới kìa. Ê, anh ơi, anh. Tao bảo vệ mày đó. Anh đến làm gì tôi? Mày tham tiền vừa thôi. Ừ, tôi tham tiền á. Anh nghèo quá mà, anh có lo cho tôi được không? Đi vậy đi. Con nó lớn rồi mà cái trách nhiệm làm mẹ mày để đâu? Ha? Ừ, coi như là tôi vô trách nhiệm đi. Tôi không xứng đáng làm mẹ đi. Còn anh là ba nó đi. Anh đang làm tốt mà làm ba nó đi. Ly dị đi là xong đi vậy, khỏi trách nữa. Tao giết mày. Giết mày. Ba. Ba. Anh giết đi. Anh có giỏi anh giết tôi đi. Cho con nó thấy. Cho con nó tận mắt chân kiến là cha nó giết mẹ đi trời nè. Giết đi. Con có một ước. Ước gì? Một ước có là mẹ về sớm với con, xong rồi ba với mẹ làm đồ ăn cho con ăn, rồi quay quần vui lắm. Giống hồi trước vậy á. Ba. Giết đi. Có gì bình tĩnh về nhà mình giải quyết. Đừng có nóng quá nha. Con nít đâu còn nhỏ, nhiều khi mình lớn mình nóng quá mình làm bậy, tội nghiệp nó. Tôi thật may mắn vì tiếng gọi của con. Nghĩ đến con đã giúp tôi dừng lại hành động sai trái của mình. Trong cuộc hôn nhân này, chúng tôi đã đi sai đường. Nhưng con Đường là một người cha tốt. Tôi sẽ luôn giữ mình đi đúng hướng. Con cứ vừa lại cái gì năm giá như bữa, gì dặn con á. Chỗ này á, trong nhà ăn chứ. Ôi, sao cô thọ hên dữ vậy trời. Dì về tới nhà, dì chờ con qua giao vé số. Còn đợi hoài cũng thấy cho nên đó, dì chạy qua đây nè.